tức nước vỡ bờ, chính sách chống dịch hà khắc của Trung Quốc đã khiến hàng loạt địa phương biểu tình phản đối. Cảnh tượng hiếm hoi ghi lại những đoàn người xuống điểm biểu tình đã bị kiểm duyệt trên hầu hết các nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục nổ ra và những hình ảnh này đã kịp lan tỏa sang các nền tảng mạng xã hội của Mỹ. Kính thưa quý vị, chính sách chống dịch có phần cực đoan của Trung Quốc đã khiến người dân tại nhiều địa phương xuống đường biểu tình phản đối. Đến nay, truyền thông Mỹ đã ghi nhận tình trạng biểu tình ở ít nhất 3 thành phố là Tây An, Thâm Quyến và Thiên Tân. Theo đài NTD tiếng Anh, vào hôm thứ Ba tuần trước, tức ngày 18 tháng 1, một cuộc biểu tình quy mô lớn đã nổ ra tại thành phố Thâm Quyến. Người dân địa phương đã xuống điểm biểu tình phản đối quyết định phong tỏa cực đoan của chính quyền. Họ xếp thành hàng dài rồi tuần hành trên các tuyến phố, đôi lúc còn đụng độ cả với lực lượng chức năng địa phương. Tại một thành phố khác từ Thiên Tân, người dân đã gặp khó khăn rất lớn trong việc mua bán nhu yếu phẩm do tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt kéo dài. Một video được đăng tải hôm thứ Hai tuần trước, tức ngày 17 tháng 1 cho thấy một người đàn ông đứng trên một chiếc xe ô tô tại thành phố Thiên Tân lớn tiếng nói rằng chính quyền địa phương làm việc thiếu trách nhiệm, bỏ mặc người dân. Người đàn ông này sau đó được báo cáo rằng bị bắt giam. Trước đó, nhiều cuộc biểu tình cũng đã nổ ra tại các địa phương phía Tây Bắc Trung Quốc để phản đối các quy định phong tỏa hà khắc của chính quyền địa phương. Những video biểu tình hầu hết đều bị xóa khỏi Weibo ngay sau khi được đăng tải. Tuy nhiên, từ những video được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội khác của Mỹ cho thấy, hàng trăm người dân thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc đã tập trung xuống đường biểu tình. Thành phố Tây An có khoảng 13 triệu dân, tất cả đều bị đặt trong tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt toàn diện từ ngày 23 tháng 12. Rất nhiều quy định bắt buộc hà khắc và vô lý của chính quyền địa phương đã khiến người dân cảm thấy căng thẳng và bí bách. Tuy nhiên, giống như các cuộc biểu tình trước, chính quyền Trung Quốc đã đưa lực lượng đặc nhiệm tới giải tán. Một số người đã bị khống chế ngay tại chỗ. Một người dân sống ở phía nam thành phố Tây An nói rằng nhiều gia đình phải sống trong tình trạng bị kiểm soát sức khỏe nghiêm ngặt nhất kể từ ngày 18 tháng 12. Mỗi gia đình sẽ có một đại diện được kiểm tra hàng ngày trong suốt hơn một tháng ròng. Mặc dù toàn bộ tòa nhà không hề có bất kỳ ai bị nhiễm, người dân không được phép rời khỏi nhà. Việc mua sắm lương thực và nhu yếu phẩm chỉ được thực hiện 2 ngày một lần. Ngoài ra, tất cả các hoạt động của họ đều bị giới hạn trong những phạm vi nhất định. Tại một khu chung cư thuộc thành phố Tây An, người dân thậm chí không được tự ý đi mua nhu yếu phẩm. Họ bắt buộc phải mua từ ban quản lý tòa nhà hoặc ban quản lý khu vực. Điều này nghe có vẻ thuận tiện vì người dân không phải di chuyển nhiều. Tuy nhiên, giá thành sản phẩm quá cao, gần gấp 5 lần giá thông thường đã khiến người dân bức xúc. Việc này đã kéo dài trong cả tháng ròng, gây khó khăn rất lớn cho những gia đình khó khăn, thu nhập không ổn định. Vào cuối tuần trước, tức ngày 22-23 tháng 1, nhiều người đã lên tiếng nói rằng không thể chấp nhận chính sách bắt buộc kiểu này nữa. Tuy nhiên, những người lên tiếng phản đối đầu tiên đã bị bắt. Những người dân trong khu vực thấy vậy thì tập trung lại, yêu cầu cơ quan chức năng thả người. Chính sách chống dịch hà khắc và tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt tại Trung Quốc hiện nay còn khiến người dân phải chấp nhận một cái Tết không thể buồn hơn. Theo báo Hoa Nam buổi sáng, tại Trung Quốc đại lục, từ tháng 1 đến dịp Tết Nguyên đán hàng năm thường là giai đoạn thị trường bán lẻ phát triển mạnh mẽ do nhu cầu mua sắm tăng cao. Tuy nhiên, sức mua bán năm nay thấp hơn nhiều so với các năm trước, thị trường cũng rất ảm đạm. Bà Hoàng Hồng Mai, một người bán hàng may mặc tại một khu vực sầm uất của tỉnh Quảng Đông cho biết, chính quyền địa phương đã phong tỏa hơn 600.000 dân, thực hiện các biện pháp hà khắc khiến công việc mưu sinh của bà gặp nhiều khó khăn. Nhiều người xung quanh tôi, từ chủ doanh nghiệp đến nhân viên văn phòng, đều bế tắc vì không có nguồn thu nhập ổn định, lại còn phải xoay sở từng đồng để trả tiền thuê nhà, tiền ăn, vân vân. Hiện nay, tổ hợp sản xuất chip trị giá 26 tỷ đô của Samsung, một trong những dự án có vốn nước ngoài lớn nhất Trung Quốc, đặt tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, cũng đang đối mặt nhiều vấn đề khó khăn khi chính quyền địa phương tiến hành phong tỏa nghiêm ngặt và áp đặt các biện pháp siết chặt kiểm soát. Liệu chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể duy trì chính sách hà khắc như vậy được bao lâu? Mời quý vị cho biết ý kiến dưới phần bình luận. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.